Xin chào mọi người, hôm nay công ty kỹ thuật tự động Trần Gia xin giới thiệu mọi người về nguồn tua ohm. Thì trước mặt mọi người đây, đây là một bộ nguồn tua ohm Minwell có mã là NET124. Thì nguồn cung cấp của nó sẽ là từ 100 đến 240V AC. Mở ra thì chúng ta sẽ được 24V DC, công suất của nó là 4.5A. Thì vì với bộ nguồn này thì nó có công suất lớn cho nên chúng ta sẽ được là hai ngõ ra 0V và hai ngõ ra là 24V. Lần này chúng ta sẽ đưa nguồn 2.2 vào đây, một pha 2.2 vào đây. Thì hoặc là nếu chúng ta xài những thiết bị máy có công suất nhỏ thì chúng ta có thể lựa bộ nguồn như thế này là LRN50-24. Thì nó kích thước nhỏ gọn hơn phần 100 nét 100 này, mà nhưng chúng ta sẽ chỉ được một ngõ ra là 24V và 0V. Đây LN này chúng ta sẽ đưa nguồn một pha 2.2 vào.